Xưng em là thị vọng, y là con gái phú hồng. Tuổi em chưa còn bé lắm, cũng chưa tới trăm dặm. Ở này chị em ơi, ngày từ mới đã mười lăm. Anh muốn đi ăn đoàn, thì lên chùa mới. Em lên chùa từ 13. Xưng em là thị vọng, khi là con gái.